Kính chào quý vị, thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng mai dự báo mây thay đổi, trời nắng không mưa, nhiệt độ lúc 8 giờ 30 sáng dự báo là 25 độ, độ ẩm 65%, gió tây nam 6 m/s. Càng về trưa trời càng nắng hơn, khu vực trung tâm thành phố do hiệu ứng đô thị là nơi nóng nhất 33 độ, còn khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức hay Cần Giờ mát hơn một chút, nhiệt độ buổi trưa là 32 độ. Các nơi khác như Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc, trời nắng vừa phải, nhiệt độ buổi trưa là 31 đến 33 độ. Buổi chiều lưu ý có mưa dông, ở Phú Quốc là mưa nhiều hơn những nơi khu vực khác trong đất liền. Còn khu vực Tây Nguyên trong ngày mai mưa cũng giảm hầu khắp là nắng, mưa về chiều chỉ xảy ra ở Đắk Lắk, còn Kon Tum, Gia Lai trời nắng ráo, nhiệt độ cao hơn so với hôm nay, ngày mai nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Cũng trong ngày mai, các tỉnh miền Trung sẽ có trời mưa chủ yếu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng. Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa trời nhiều mây, nhiệt độ dịu mát từ 30 đến 32 độ. Quảng Ngãi, Huế, Phú Yên trời nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Ra tới miền Bắc, tình hình mưa sẽ giảm, trời nắng lên nhanh trong ngày mai. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, sang Sơn La, Điện Biên, nhiệt độ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến nguy hiểm và phức tạp trên khắp cả nước, nên quý vị lưu ý không được chủ quan trong việc phòng dịch. Lưu ý đeo khẩu trang và giao tiếp cách mọi người ít nhất 2 mét. Đừng quên rửa tay đúng cách ít nhất là 20 giây. Bổ sung thêm vitamin C để tăng cường đề kháng cho cơ thể. Cảm ơn nhãn hàng chăm sóc xương khớp cao cấp Just giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong chương trình ăn sạch sống khỏe hôm nay, lưu ý đảm bảo an toàn khi nhận hàng từ shipper. Quý vị đang theo dõi chương trình ăn sạch sống khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mua hàng online là giải pháp tiện lợi và phổ biến trong giai đoạn giãn cách xã hội hiện nay. Dù chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn nhưng vẫn tồn tại nguy cơ mất an toàn dịch bệnh nếu không có các biện pháp đề phòng. Và trước thực tế này thì nhiều đơn vị giao nhận hàng, vận chuyển hàng hóa đã đưa ra những quy định phòng dịch bắt buộc cho các shipper. Cùng với đó thì người mua khi nhận hàng cũng phải nâng cao ý thức phòng dịch và những biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh xuống mức thấp nhất có thể. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho gần 80% đội ngũ tài xế xe công nghệ. Việc tiêm ngừa này sẽ tiếp tục được đẩy nhanh trong thời gian tới, bởi thực tế cho thấy trong những ngày siết chặt giãn cách, nhu cầu mua sắm các loại hàng hóa thiết yếu của người dân tăng cao. Rất mừng và vui vì mình có thể đặt được những món hàng mà mình cần nhanh chóng và tiện lợi. Không phải đi đâu xa hết thì cứ alo một cái là có liền. Là trong quá trình hoạt động là shipper, thứ nhất là phải thực hiện quy tắc 5K, là thứ nhất là bảo vệ bản thân mình, thứ hai là bảo vệ cái sức khỏe của người khác nữa. Trong thời điểm này, bên bán, giao hàng cũng như bên mua đều phải chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn. Các chuyên gia khuyến cáo khách hàng cần lựa chọn mua hàng ở những nơi uy tín, đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu shipper xịt khuẩn tay, thùng đựng đồ khi nhận hàng, hạn chế nói chuyện. Luôn luôn đeo khẩu trang và lưu ý là nên thay khẩu trang mỗi lần mà chúng ta tiếp xúc với một shipper mới. Thứ hai đó chính là khoảng cách. Chúng ta có thể là yêu cầu shipper đặt hàng xuống rồi rời đi. Rồi cái thao tác mà chuyển tiền thì chúng ta nên chuyển tiền bằng giao dịch là ngân hàng online. Cái thứ ba đó chính là khử khuẩn. Khi chúng ta giao nhận hàng chúng ta có thể đeo găng tay rồi chúng ta tiến hành khử khuẩn cái thùng hàng. Rồi khi chúng ta khui hàng ra chúng ta cũng nên khử khuẩn món hàng bên trong.
Đặc biệt đối với món hàng là rau củ quả thì chúng ta nên khử khuẩn cái túi ni lông bọc bên ngoài của rau củ quả. Rồi khi chúng ta mang thực phẩm vào trong nhà thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn một cái thau nước muối, hoặc tốt hơn nữa là cái thau nước thuốc tím. Rồi chúng ta khéo léo chúng ta đổ rau củ vào trong cái thau nước muối đó bằng cách là hướng cái miệng của túi thực phẩm đi xuống dưới. Rồi chúng ta ngâm cái thực phẩm rau củ quả trong cái nước muối hoặc là cái nước thuốc tím đó trong vòng vài phút để đảm bảo nó tiêu diệt được vi khuẩn virus. Rồi sau đó chúng ta có thể rửa lại bằng nước bình thường. Và đặc biệt là chúng ta phải rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi chạm tay vào các cái bề mặt công cộng, ví dụ như là nút bấm thang máy nè, tay nắm của các cái cửa, hoặc là cái thanh vịn của các hành lang hoặc là cầu thang. Rồi khi chúng ta bước vào nhà thì việc đầu tiên là chúng ta nên thay bỏ quần áo, rồi chúng ta bỏ vào trong xà phòng, rồi chúng ta đi tắm rửa. Và nhớ rằng là cái khẩu trang phải được tháo ra cuối cùng. Thực hiện kỹ càng tất cả các biện pháp như vậy thì mới bảo vệ được chúng ta và hạn chế tối đa cái sự lây nhiễm của cái virus SARS-CoV-2. Đến đây chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay xin khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Whip và Nutrihome đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hệ thống phòng khám dinh dưỡng y học vận động Nutrihome hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuổi tác, môi trường, ánh sáng nguy hiểm từ các màn hình khiến mắt mờ, mỏi, khô, nhức, thậm chí mù lòa. Quýt với tinh chất quý propofan thiên nhiên bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể cho mắt sáng khỏe. Quýt tăng cường thị lực, giảm mờ, mỏi mắt. Hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới 24 giờ. Chương trình tối nay có các tin tức nổi bật sau đây. Hàn Quốc và Triều Tiên đồng loạt tiến hành thử tên lửa đạn đạo tại một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới. Sydney dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau gần 3 tháng các hoạt động đóng băng vì Covid-19. Apple ra mắt loạt thiết bị di động mới với những cải tiến về hiệu năng, camera và màn hình. Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo tại một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa ra bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Và chỉ vài giờ sau đó, tàu ngầm Dosan An Chang Ho của Hàn Quốc cũng phóng thành công một tên lửa đạn đạo. Vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên diễn ra vào lúc 12 giờ 38 phút trưa nay 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Vụ phóng thứ hai diễn ra 5 phút sau đó. Những tên lửa này đã bay được khoảng 800 km và đạt độ cao tối đa 60 km. Nhật Bản ngay lập tức đã chỉ trích hành động của Bình Nhưỡng. Thủ tướng Suga Yoshihide mô tả vụ phóng hai tên lửa đạn đạo của nước này ra biển Nhật Bản là gây hấn. Tokyo cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc cùng với các quốc gia liên quan về vấn đề Triều Tiên. Việc phóng tên lửa của Triều Tiên đang đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực. Hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này cùng ngày ra tuyên bố khẳng định vụ phóng hai tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa tức thời cho Mỹ cùng các đồng minh. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc thông báo đã nâng mức độ giám sát và duy trì tư thế sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Chưa đầy 3 tiếng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc đã phóng một tên lửa đạn đạo SLBM từ tàu ngầm Rosdosan An Chanho nặng 3.700 tấn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ cho biết tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu và Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới thử nghiệm thành công SLBM, cũng là nước không sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên làm được điều này. Tổng thống Moon Jae-in đã thị sát vụ phóng thử nghiệm này. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Hàn Quốc. Ông Vương Nghị đã lần lượt thảo luận với người đồng cấp Chung U-yeon và Tổng thống Moon Jae-in. Ông Moon Jae-in nói rằng Seoul vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hy vọng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Hôm nay khoảng 1.000 binh sĩ đến từ một số nước ở châu Á như Trung Quốc, Pakistan, Mông Cổ và Thái Lan đã kết thúc cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia đầu tiên diễn ra tại một cơ sở huấn luyện quân sự ở miền Trung Trung Quốc.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Shared Destiny 2021, binh sĩ các nước đã thực hành tất cả các loại hành động chính trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc như trinh sát, tuần tra, bảo vệ dân thường, tấn công chống khủng bố, triển khai căn cứ tạm thời, cứu hộ trên chiến trường và kiểm soát vệ sinh dịch tễ. Các binh sĩ cũng diễn tập tình huống đụng độ với khủng bố tại một đất nước giả định chìm trong xung đột. Cuộc tập trận dựa trên cơ sở một sự cố năm 2016 tại Mali khi lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc bị tấn công và một trong số họ đã thiệt mạng, và tình huống xảy ra cùng năm ở Nam Sudan khi lực lượng gìn giữ hòa bình phải bảo vệ dân thường chịu ảnh hưởng của các cuộc giao tranh giữa các phe phái. Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng binh sĩ gìn giữ hòa bình lớn nhất trong số 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Kể từ năm 1990, nước này đã cử 50.000 binh sĩ tham gia 25 sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên toàn cầu. Taliban mới đây đã bác bỏ thông tin rằng một trong những lãnh đạo cấp cao của nhóm này bị giết chết trong một cuộc đọ súng với kẻ thù. Trước đó có những tin đồn cho rằng Taliban xung đột nội bộ sau khi giành được chính quyền ở thủ đô Kabul. Một người phát ngôn của Taliban cho biết Mullah Abdul Ghani Barada, người được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Afghanistan hồi tuần trước, đã công bố một đoạn tin nhắn thoại bác bỏ lời đồn cho rằng ông đã chết hoặc bị thương trong một cuộc đụng độ. Những lời đồn đoán xuất hiện sau khi có thông tin cho rằng những chỉ huy quân đội của Taliban xung đột với nhóm quan chức chính trị đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar. Taliban đã bác bỏ những suy đoán này. Barada đã không xuất hiện trước công chúng trong một khoảng thời gian, nhân vật này cũng không tham gia phái đoàn của Taliban gặp gỡ Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hôm 12 tháng 9. Các thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Sau gần 3 tháng, các hoạt động tại Sydney bị đóng băng do lệnh phong tỏa để phòng chống COVID-19. Nhà chức trách bang New South Wales đã công bố nới lỏng hạn chế đối với các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở thành phố lớn nhất Australia này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 9. Theo đó, giới chức đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau tại các điểm nóng dịch COVID-19 ở Sydney, trong bối cảnh số ca mắc mới giảm và tiến độ tiêm vaccine được đẩy nhanh. Người dân Sydney hy vọng đây là dấu hiệu bắt đầu chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài. Chính quyền New South Wales hôm nay thông báo bang đông dân nhất của Australia đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho 80% dân số tại đây. Trong đó, 47,5% dân số ở New South Wales đã được tiêm đủ 2 liều. Australia đang có kế hoạch mở cửa lại biên giới và nới lỏng lệnh phong tỏa khi 80% dân số trên 16 tuổi được tiêm đầy đủ. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian cho biết mức độ lây nhiễm đã đi ngang tại 12 khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Sydney. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu không tiêm vaccine, bạn sẽ không thể ăn uống ở nhà hàng hay quán cà phê. Việc không tiêm vaccine sẽ giới hạn nhiều hoạt động của các bạn một khi kế hoạch nới lỏng được thực hiện. Chính phủ Australia dự đoán tỷ lệ nhập viện và tử vong tại nước này có thể sẽ đạt đỉnh trong tháng 10. Trong ngày hôm nay, Australia đã ghi nhận thêm 1.685 ca mắc mới và 14 trường hợp tử vong. Trên cơ sở xác định dịch COVID-19 không thể được dập tắt trong thời gian ngắn, chính phủ Indonesia hiện tính toán những phương án thích nghi với dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống bình thường mới cho người dân. Bước đầu tiên trong lộ trình là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định y tế và duy trì lối sống lành mạnh. Indonesia sẽ tiến hành thí điểm thực thi quy định y tế tại một số địa điểm kinh doanh, phương tiện giao thông công cộng, các điểm du lịch, văn phòng và nhà máy, các địa điểm tôn giáo và cơ sở giáo dục đào tạo. Indonesia cũng cân nhắc mở lại biên giới với thế giới sau khi ít nhất 70% dân số được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Mục tiêu này dự kiến có thể đạt được sớm nhất là vào tháng 11 tới. Chúng tôi hy vọng tình trạng lây lan của dịch bệnh sẽ được kiểm soát và đạt tỷ lệ tiêm chủng 80-90%. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu mở cửa cho khách du lịch quốc tế. Mới đây, Indonesia cho rằng có thể áp dụng giải pháp tương tự hộp các Phuket của Thái Lan cho Bali, qua đó cho phép một lượng khách du lịch quốc tế hạn chế, đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 và đến từ quốc gia có nguy cơ dịch bệnh thấp, đến Bali mà không cần kiểm dịch. Học sinh và giáo viên thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã quay lại lớp học khi các trường học mở cửa trở lại tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp. Chính phủ cho phép chúng em quay lại trường học và gặp lại bạn bè, nhưng vẫn sẽ phải duy trì giãn cách vì dịch bệnh vẫn ở đó. Chúng em phải tự bảo vệ mình và những người khác.
Chúng tôi đã mở lại các lớp 12 và sĩ số 15M mỗi lớp, các lớp học luân phiên sáng chiều. Và đối với những học viên không thể quay lại trực tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy trực tuyến. Các trường học ở Campuchia đã bị đóng cửa kể từ cuối tháng 2 năm nay, khi quốc gia Đông Nam Á này bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của các ca bệnh COVID-19. Đến nay, Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 97% người trên 18 tuổi và hơn 80% trẻ em trên 12 tuổi. Liên minh châu Âu sẽ cung cấp thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo vào giữa năm 2022, ngoài 250 triệu liều đã được hứa hẹn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thông tin này vào hôm nay. Phát biểu trước nghị viện châu Âu, bà von der Leyen cho biết thế giới đang chứng kiến sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine. Nếu như Liên minh châu Âu ghi nhận hơn 70% người trưởng thành được tiêm chủng, thì hiện ít hơn 1% liều vaccine được sử dụng ở các nước nghèo. Đây sẽ là một khoản đầu tư thể hiện sự đoàn kết, và nó cũng là một khoản đầu tư cho sức khỏe toàn cầu. Vào tuần trước, giới chức hàng đầu của Liên minh châu Phi, AU, đã đưa ra lời kêu gọi các quốc gia giàu có cần chia sẻ vaccine cho châu Phi để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, hơn là để dành lượng vaccine đó cho mũi tiêm bổ sung, đặc biệt là khi đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định về hiệu quả ngăn ngừa của mũi tiêm thứ ba này. Bão Nicolas hôm nay tấn công vùng duyên hải vịnh Mexico của Mỹ với sức gió 121 km/h, mang theo mưa lớn gây ngập lụt ở Texas và Louisiana, khiến hàng trăm ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Bão nhiệt đới Nicolas gây thiệt hại chỉ 2 tuần sau khi cơn bão Ida hoàn thành, khiến hơn 80 người tại 8 bang của Mỹ thiệt mạng và tàn phá các khu vực ven biển bang Louisiana gần thành phố New Orleans. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo kể từ khi bão Nicolas đổ bộ vào đất liền. Hàng chục trường học trên khắp các bang Texas và Louisiana đã đóng cửa, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn. Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 17 quận và 3 thành phố của bang này, yêu cầu các đội cứu hộ với thuyền và trực thăng ở chế độ sẵn sàng ứng phó. Hiện các lực lượng chức năng đang dọn dẹp mảnh vỡ và khôi phục